Chào anh em chào mọi người nhé. Ok anh em, hôm nay sẽ cầm 50 củ vào chơi sọc đĩa anh em ạ. Và hôm nay mình sẽ quyết định uh, uh, lên chơi và lên bắt vị một chút anh em ơi. Bởi vì cũng khá là nhiều anh em hỏi mình là à, lên chơi sóc đĩa liên tục ngày nào cũng thấy chơi và bản thân mình thì nói chung rồi à, mình trả lời luôn là ngày nào mình cũng chơi đó là đúng bởi vì bản thân mình là mình coi như là chơi game bài này lên đây là một cái công việc thứ hai một cái công việc tay trái của mình để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình lo cho bản thân mình nữa và cũng khá là nhiều anh em thắc mắc là tại sao mình chỉ đánh mặt trên mình không biết đánh vị hay sao thì mình cũng trả lời luôn anh em ạ à, đánh mặt trên tức nhiên đánh chắn và lẻ thì cái tỷ lệ chắc ăn chắc thắng của mình nó sẽ cao hơn còn đánh vị chỉ là đánh Đánh vui đánh thêm rồi anh em nhé chứ còn cái tỷ lệ đánh trúng vị đánh chuẩn vị thì rất là khó bởi vì anh em có thể phân ra là vị thì chúng ta phải phân phải hiểu là lẻ sẽ có hai vị cơ bản đó là ba trắng một đỏ và ba đỏ một trắng là đã hai vị rồi còn riêng chẵn thì nó gồm sấp đôi và tứ tự đỏ tứ tự trắng vậy thì nó là tổng cộng nó có năm vị lận và năm cái lựa chọn này không phải là ai cũng có thể là lựa chọn chính xác được đấy nên là cái phần trăm chiến thắng của chúng ta chỉ có 20% mươi thôi còn chúng ta đánh chẵn hoặc lẻ thì tỷ lệ chiến thắng của chúng ta là 50-50 đúng không anh em Đấy, nên là nhưng mà hôm nay thì mình sẽ cố gắng là cống hiến cho anh em cho mọi người xem và mình sẽ lên vào mình uh, đánh cả vị anh em nhé tiếng đầu thì mình sẽ chỉ đánh uh, tạm thời là mình chỉ đánh uh, 5 triệu mặt trên đã xem thử là phong thủy xem thử là vận may hôm nay thế nào thì anh em có thể quan sát là hiện tại là mình đánh theo cái cầu số là chẵn 16 lẻ 24 này thì mình thấy là chẵn đang ít hơn thì mình đánh uh, 5 triệu để bắt có sấp đôi anh em ạ may mắn thì ăn được con tứ tử, tử, nữa nhưng mà mình nghĩ là cứ bắt sấp đôi đã hoặc là tiếng này thì mình khả nghi nó lại vẫn về ba trắng một đỏ nhưng mà thôi vừa vào game thì cái tỷ lệ của mình cái uh, tính cách của mình anh em đã biết rồi mình rất là thích bẻ cầu anh em ạ ui rồi ba đỏ một trắng luôn anh em ơi ba đỏ một trắng luôn cái này củ chuối với khoai như này vừa vào game cái là phong thủy hôm nay cũng không ổn đâu à, vậy chúng ta phải uh, tiếp tục chơi và gỡ gạc lại kiếm tí uh, lãi tí thu nhập đúng anh em chơi mà không kiếm được tiền thì chơi làm cái gì tiếng này thì tỷ lệ sắp đôi rất là cao anh em nhé tiếng này thì tỷ lệ sắp đôi rất là cao mình mạnh dạn đánh luôn mình đánh 13 củ đi và mỗi con tứ tử mình sẽ đánh một triệu anh em nhé mỗi con tứ tử mình sẽ đánh một triệu tiếng này thì mình vẫn sẽ quyết định là bẻ anh em ơi đã bẻ thì phải bẻ tới cùng anh em nhé bởi vì cái quy chế quy tắc chơi của mình bản thân mình đặt ra cho mình đó là nếu như đã lỡ bể rồi nhất là sử dụng một số tiền lớn ví dụ đánh tiền triệu nếu đánh tiền trăm ngàn chúng ta sẽ đánh khác chúng ta có thể vui vẻ đánh nhảy theo nó cũng được nhưng nếu chúng ta đánh tiền lớn mà đã nuôi bể đã nuôi bể thì nuôi bên nào chúng ta phải nuôi luôn bên đó anh em nhé chứ đừng có là đang nuôi bên này hai ba tay trong thay gãy rén lại nhảy sang bên kia nó gãy cầu cái lại anh em lú luôn mình khẳng định anh em luôn là anh em lú luôn anh em ạ à. tốt nhất là đã nuôi rồi thì cứ nuôi thôi ai chả tiếng này khoai đây nhưng mà cầu này có vẻ nó nhả cho nguyên lệ ăn thì cũng cũng khoai nguyên lệ ăn thì cũng dở đấy nhưng mà mình quyết định là không bao giờ là có chuyện là mình ngã ở một chỗ ba lần anh em nhá mình chưa bao giờ ngã ở một chỗ ba lần nên mình quyết định là vẫn đánh thêm ok chưa vẫn đánh thêm luôn tiếng này quyết định phải vào thêm ngay chứ tiếng này thì mình hy vọng là tứ tự trắng rất là cao anh em ạ tiếng này mình theo cái suy nghĩ và theo cái phán đoán của mình thì tiếng này là khả nghi là tứ tự trắng rất là cao mong là sẽ đúng với cái suy nghĩ và cái mong muốn của mình nói chung là chưa mở bát thì chưa biết được kết quả như thế nào đâu nhưng mà với số tiền là năm mới mở thì mình nghĩ là một cái số tiền rất là lớn so với bản thân mình và với rất nhiều anh em đang xem và lắng nghe đây cũng có nhiều anh em thì nhiều tiền chơi to chơi lớn nhưng mà cũng đa số anh em là giống mình là không có nhiều tiền Đấy, nói chung là kể cả thắng được thì mình cũng cái tiền thắng chúng ta cũng phải sử dụng chi tiêu hàng ngày chứ đâu cũng phải là tự dưng mà ui rồi sập đôi anh em ạ, sập đôi thì sập, thôi sập đôi cũng được, sập đôi cũng được. coi như là gỡ lại được cái tiếng à, vừa qua, Đấy, lên lại được à, 15 m. tiếng này thì mình nghĩ là theo mình thích, thì mình vẫn thích là thứ tự mình vẫn nuôi anh em nhé. bây giờ mình vẫn đánh nuôi như thế, mình đánh 13 m ở đây, mình cứ nuôi thôi anh em ạ. bởi vì à, lúc vào mình đã phân tích cho anh em rồi, là cái cầu à, anh em có thể nhìn thấy cái cầu ở dưới là cái cầu à, Uh, số này này chẵn 15 này nó đang tranh lệch nhau là 10 số lận thì như mình đã nói và như mình đã chia sẻ với anh em là khi chúng ta chơi chúng ta phải bắt làm sao cho game nó về, về cái trạng thái cân bằng anh em nhé bất kể một trò chơi nào bất kể một cái bộ môn nào anh em đang chơi đang kiếm tiền online hiện tại ấy, thì nó đều bắt buộc là nhất là những cái cổng game xanh chín như mình đang chơi đang lựa chọn là cái cổng 68 cái bài này thì bắt buộc nó phải có cái trạng thái cân bằng nhất định anh em nhé chứ không thể nào mà để lệch lạc sai lệch được Chẳng có nhé tiếng này, không ăn được à Vẫn là sập đôi anh em ạ Vẫn chưa ra tứ tử, tử Hy vọng tứ tử, tử của mình tại sao lại mong manh Thế nhỉ, mình vẫn muốn săn con tứ tử, tử Bằng được thì thôi anh em ơi Tạm thời là về vốn và đã lãi 5 triệu rồi 5 triệu là một số tiền đối với bản thân mình là lớn So với thu nhập uh, trung bình quân của mình Một tháng mình đi làm thuê Mình cũng chỉ được uh, Đâu đó là <laughs> Đâu đó là Uh, 8 triệu thôi anh em ạ mà ở đây mình chỉ cần bỏ ra đâu đó chưa đến 10 phút mà kiếm được 5 triệu như thế là quá ngon rồi Đấy, còn anh em nào mà có những cách chơi cái phương pháp chơi nào nó hợp lý nó hiệu quả và nó chính xác hơn mình anh em có thể là chia sẻ lại cho mình với để mình có thể học hỏi và tham khảo À, để có thể tiếp thu thêm những cái kinh nghiệm mới những cái cách chơi kiếm tiền kiếm thu nhập mới biết đâu là mình sẽ kiếm thu nhập được nhiều và mình cũng có thể là chia sẻ lại cho những anh em khác những người mà đang chơi đang tham gia chơi kiếm tiền online ở cái bộ môn sóc đĩa online này có thể là chúng ta cùng nhau kiếm thêm thu nhập hàng ngày anh em nhé trắng ui rồi ơi nặn run quá anh em ạ à. nặn run quá ui rồi chưa gì lãi được hai chục củ rồi anh em chưa gì lãi được hai chục củ rồi có thế nhỉ bây giờ nuôi tứ tử không ra Nối tư tự không ra thì tiếng này mình quyết định là đảo sang lẻ anh em nhé Bởi vì tư tự thì khả năng là chưa ra được rồi Tiếng này thì mình quyết định là đảo sang lẻ này mình sẽ đánh 3 m ở mặt trên Và mình sẽ đánh đúng 2 m mặt dưới Tiếng này thắng thua gì mình cũng sẽ nghỉ anh em nhé Thắng thua gì mình cũng sẽ nghỉ mình quyết định rồi Bởi vì là số tiền lãi như này là rất là hợp lý và rất là xứng đáng Với cái công sức mình bỏ ra với cái thời gian mình bỏ ra thêm nữa là mình cũng chia sẻ được cho anh em cái lối chơi rất là cơ bản và rất là dễ này Nghe cái cách đánh theo cái cầu số bởi vì chênh lệch nó lớn như thế thì chúng ta nuôi cái mặt thấp hơn rất chi là dễ để có thể kiếm tiền kiếm thu nhập bằng cái bộ bốn sóc đĩa anh em nhé và có con 68 cái bài này là game đội thưởng 11 tức nghĩa là tiền trong game trị giá ngang bằng thực tế với tiền khi chúng ta rút về tài khoản ngân hàng không sợ bị cắt phế mất phần trăm nào cả nên là anh em cực kỳ yên tâm để chơi để trải nghiệm anh em nhé mong là bắt đúng ui rồi ui rồi nó vẫn anh em thấy chưa nó vẫn về cái cầu số thấp hơn anh em nhá vẫn về cầu số thấp hơn này vẫn về cái bên uh, uh, số bé hơn anh em nhá anh em thấy chưa cái công thức chơi cái mẹo chơi này rất là 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 chuẩn nhưng mà tiếng này thì mình bẻ rồi ok mình quyết định là té thôi anh em ạ chốt của kèo lãi 15 triệu chỉ chưa đến 10 phút anh em nhé mong rằng là mình chia sẻ cho anh em cái mẹo chơi cái công thức chơi này sẽ giúp anh em kiếm tiền kiếm thu nhập một cách hiệu quả và an toàn uh, dễ dàng nhất có thể anh em nhé anh em yêu quý yêu mến mình, mình thấy những cái phương pháp mình chia sẻ cho anh em hàng ngày này hợp lý anh em áp dụng hiệu quả kiếm tiền kiếm thu nhập ổn thì anh em nhớ bớt chút thời gian bỏ ra 3 giây like video và đăng ký kênh ủng hộ mình muốn theo dõi những video của mình sớm nhất nhanh nhất và áp dụng hiệu quả nhất thì anh em nhớ là bật chuông lên nhận tất cả thông báo khi mình lên video mới nhất nhé. Cảm ơn anh em. Có những cái vấn đề nào cần tò mò thắc mắc hay là có những cái chi tiết nào mà mình chia sẻ chưa được uh, gọi là chuẩn chỉnh, anh em có thể góp ý bổ sung thêm bằng cách là comment dưới phần nhận xét video này nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm và lắng nghe. Hẹn gặp lại anh em sau. Chào tạm biệt anh em. Chào tạm biệt mọi người.